Thưa quý vị, có thể nói đời người nghệ sĩ không chỉ lộng lẫy trên sân khấu với những ánh hào quang, mà còn là quá trình đầy thử thách trong suốt sự nghiệp rực rỡ của mỗi người. Thanh Bạch xin mời quý vị đến với những câu chuyện chỉ có trong Ngôi Sao Đương Thời. Thưa quý vị, chúng ta sẽ đón chào một nhân vật, một chàng ca sĩ được xem là hiện tượng âm nhạc của thế hệ 8X, 9X, chủ nhân của hàng loạt ca khúc huyền thoại, là thanh xuân của biết bao nhiêu khán giả. Và ngày hôm nay, quý vị nghe không, gió đang về, gió càng ngày càng mạnh lên, chúng ta cần một chiếc khăn gió ấm. Trên đại lộ Ngôi Sao, chào đón nam ca sĩ Khánh Phương. Ở bên kia bầu trời về đêm chắc đang lạnh dần, và em giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm. Gửi mây mang vào phòng, vòng tay của anh nồng nàn, nhẹ nhàng ôm cho em biết giấc ngủ ngon. Ở bên đây bầu trời thì mưa cứ rơi hừng hờ, để tim anh cồn cào và xa xiết trong nỗi nhớ. Dường như anh nhớ về em, gửi cho em đêm lung linh và tình sau nơi biển lớn. Gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió, để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin và tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp. Và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mang thôi. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Chào anh. Wow, rất là vui. Hy vọng mọi người sẽ cùng hát chung với Khánh Phương ca khúc kỷ niệm này nhá. Ở bên kia bầu trời về đêm chắc đang lạnh dần, và em giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm. Gửi mây mang vào phòng, vòng tay của anh nồng nàn, nhẹ nhàng ôm cho em yên giấc ngủ ngon. Ở bên đây bầu trời thì mưa cứ rơi hừng hờ, để tim anh cồn cao và xa diệt trong nỗi nhớ. Dường như anh nhớ đến em. Quý vị ơi, gửi cho em đêm lung linh, gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió, để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin và tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp. Và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Đi cái tay đâu ra. Và tiếng sóng nơi biển lớn, gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió, để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin và tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp. Và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Ooh yeah yeah. Chẳng hề cô đơn. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp. Và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của Phương mang thôi. Ooh yeah. Chị. Ooh.
Hey. Ta ra ta ta ra ra ta. Chào đón Khánh Phương với Ngôi Sao Đương Thời. Chào anh ạ. Vâng, rất là vui, rất là xúc động khi ngày hôm nay lại được gặp anh Thanh Bạch, được gặp tất cả quý vị khán giả trong chương trình Ngôi Sao Đương Thời ạ. Yeah. Anh Phương biết không, chương trình của chúng mình là do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Sen Vàng thực hiện và phát sóng hàng tuần vào tối thứ ba trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, rồi phát lại ngày hôm sau lúc 13 giờ của kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Đồng hành với chương trình đó là nhãn hàng Tôn Tân Phước Khanh. Mời em ngồi đây. Trời ơi em ơi, chỉ có một bài hát xuất hiện của em mà tan chảy ba con tim kia kìa. Họ hát theo, họ say mê, họ sống lại một thời thanh xuân. Cái bài hát này mang về cho em bao nhiêu xe và bao nhiêu nhà vậy Phương? Thực ra là em không quan tâm lắm là cái bài hát này mang về cho em bao nhiêu xe và bao nhiêu nhà. Và em chỉ quan tâm là đem về cho em bao nhiêu trái tim ủng hộ và bao nhiêu sự yêu thương của khán giả rồi. Yeah! Thực sự là như vậy. Mà cái tên của em có phải là tên thiệt không hay là tên nghệ danh? Tên chứng minh của em là Phạm Khánh Phương. Tên thật của em luôn ạ. Bé Phương hồi nhỏ thích hát, thích ca từ bao giờ? Em phải cảm ơn một cái nguồn cảm hứng rất là lớn đã đem em đến với âm nhạc, đó là những cái nhóm nhạc Backstreet Boys, NSYNC. Hồi đó em chỉ là một cái cậu bé học cấp 3 thôi. Bắt đầu từ năm lớp 10 thì em đã bị cuốn hút bởi những cái nhóm nhạc đó. Thì thanh niên mà, cái gì mà đang hot thì mình cũng đều chú ý tới. Và thời đó thì em cũng như mọi người khác, em thích âm nhạc, thích sự sôi nổi. Và đặc biệt em đam mê những cái nhóm nhạc đó. Hồi đó thì những cái nhóm đó cũng đang rất là thịnh hành và nổi tiếng trên thế giới, anh biết mà đúng không? Đúng, đúng. Em nghĩ không chỉ riêng em thích đâu, em nghĩ là rất rất nhiều bạn trẻ giống như em thích. Nhưng em khác nhiều bạn trẻ khác ở một chỗ là em không chỉ thích mà em còn tham vọng. Em một ngày đó em cũng sẽ có một cái nhóm nhạc giống như vậy. Wow. Và cái đó gia đình có biết hay không? Ủng hộ hay là như thế nào? Lúc đầu thì bố mẹ em thích lắm. Bởi vì anh biết mà, khi một người tuổi trẻ mà họ đam mê một cái điều gì đó thì anh nghĩ nó có phải điều tốt không? Quá tốt luôn. Thấy em là có một niềm đam mê đối với âm nhạc, là thích hát, thích nhảy nhót. Anh có tin là một ngày em tập hát 8 tiếng đồng hồ. Wow. Mà em chỉ hát ở trong nhà, trong cái phòng của em thôi. Em chỉ bật những cái bài mà em yêu thích á. Dạ. Những bài nào mà em cảm thấy thuộc, em cảm thấy hợp, rồi em cứ hát theo. Trong cái nhóm nhạc có 5 người. Ừ. Đến mức mà em hát theo đến mỗi cái đoạn của người nào thì em lại hát giống người đó. Trời ơi là trời. Bây giờ em thử, em có thể thị Phạm nè. You are my fire, the one desire, believe when I say I want it that way, but we are two. Đây là giọng khác. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, vị trí âm thanh khác liền. Yeah. Như vậy thì nhóm nhạc MB5 ra đời cũng là cái ước mơ của em nó dần dần hiện thực, phải không? Dạ. Yeah. Thì MB5 ra đời cũng chính là một cái đứa con tinh thần. Nó kìa, nó kìa. Dạ đúng rồi. Có thể nói thời này cái thời mà cái niềm đam mê nó cháy bỏng nhất nè, thời này sung nhất nè. Làm sao anh quên đi em, làm sao anh quên những mùa ngọt ngày nào say đắm. Hà là cơn gió, hà là mây bay bay đi. Có thể là quý vị cảm thấy một bạn em đây quen đúng không? Ai ạ? À? Vâng, đúng rồi, Trương Thế Vinh. Hồi đó em đam mê đến mức độ mà em nhìn thằng Vinh á, em biết là thằng Vinh nó cũng đam mê âm nhạc y như em, và nó cũng đam mê nhóm nhạc y như em luôn. Hóa ra là đúng y như vậy. Wow. Nhưng mà kết quả ở trên thị trường thì sao? Hồi đó mình hát nhạc ngoại hay nhạc nội? Cũng có ngoại có nội, nhưng mà đa số là mấy bài tiếng Anh ạ. Uh-huh. Thực ra là tụi em làm mọi thứ theo một cái cảm tính. Yeah. Cũng không có người đỡ đầu và cũng không có ai chỉ bảo hết. Và rõ ràng tụi em chỉ là những cậu bé cấp 3 hoặc là mới học đại học thôi. Em là trưởng nhóm, nếu mà tất cả trách nhiệm thì phải đổ cho em hết. Em không có kinh nghiệm nhưng mà em chỉ có lòng đam mê thôi. Cho nên là em cũng định hướng nhóm theo cái suy nghĩ rất là chủ quan của em. Cho nên là kết quả là nhóm chỉ đi được khoảng 2 năm thôi là tan rã. Rồi sau khi mà kết thúc hát nhóm, mình bắt đầu sự nghiệp solo. Dạ. Yeah. Khánh Phương đã bắt đầu như thế nào? Thực ra anh ơi, nó còn trải qua một cái giai đoạn gọi là kiểu trăn trở. Trăn trở. Và giống như kiểu ngã ba đường á. Cái nhóm của em tan rã chính thức là khoảng 2004. Thì em mất khoảng gần 2 năm để lấy lại tinh thần. Trong 2 năm đó thì em cũng
trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Thất vọng có, buồn có, chán nản có. Bởi vì thực ra cái nhóm nhạc đó em cũng đầu tư về tâm huyết của mình, thời gian của mình rất nhiều. Có lẽ em sẽ có cơ hội để nhìn thấy những cái ưu nhược điểm của mình đã qua. Đúng rồi, em cũng rút ra những bài học chứ. Em biết là em để mà phát triển của nhóm nhạc thì nó không phải đi theo cách như em đã làm. Cái điều còn động lại là kinh nghiệm biểu diễn. Cái chặng đường mình lặn từ 2004 đến 2 năm rồi em mới quay trở lại, cái động lực nào khiến em bước ra sân khấu và chuẩn bị một hành trang mới? Trong 2 năm đó em có cảm giác như là em không muốn đi hát nữa. Bởi vì như em đã nói với anh là em chỉ ước mơ và em chỉ tưởng tượng được là có một Khánh Phương hát trong một nhóm nhạc, chứ không phải là đứng một mình. Và trong đầu em luôn mặc định là em chỉ hát trong nhóm nhạc thôi, và em chỉ đam mê hát và hợp tác biểu diễn với những bạn của mình thôi, chứ em không thích đứng thì một từ mình. Cái thần tượng của em là nhóm rồi mà, chứ không phải rồi. Là solo đúng cho rồi. Nên cái tách ra để mà nghĩ mình solo em không mong đợi. Nhưng mà sau đó lại có một cái cơ duyên là em đã phụ giúp bố mẹ em công việc quản lý nhà hàng. Nhà hàng của gia đình, nói chung là đúng nghĩa là quản lý nhà hàng luôn đó, chạy tới chạy lui, gặp khách rồi uống. Trong khoảng thời gian đó thì những thời gian rảnh em cũng kiểu đi thu chơi chơi với anh vài bài solo, kiểu bắt đầu mình khám phá thử xem là cái giọng mình như thế nào. Cái mấy cái anh ở phòng thu á, mà anh nói là cái chất giọng em rất là lạ. Em hát nhóm thì tiếc quá, cái chất giọng của em là chất giọng để solo chứ không phải là chất giọng để hát nhóm, cho nên là em nên nghiên cứu lại đi. Tự nhiên nói chung là những cái lời đó cứ đập vào tai em, nó ấp ủ, nó dần dần nó tạo, hình thành tạo cho em một cái động lực gì đó. Và một cái cơ duyên cuối cùng là để cho em quyết định là em hát solo, chính là một cái chuyến đi Trung Quốc với mẹ em. Thì hồi đó em tiếng Trung Quốc em giỏi lắm, tại em học tốt nghiệp khoa ngữ văn Trung Quốc mà. Em đi làm phiên dịch cho mẹ em ở Trung Quốc. Thì hôm đó em với mẹ em ngồi ở một cái quán ăn, xong lúc đó em nghe 为了四月六号那一天 em nghe cái bài hay quá. Hồi đó cái bài đó là Sơn Rư Liệu U, cái bài đó kiểu đang hot bên Trung Quốc á. Dịch sang tựa lại việc là gì? Món quà sinh nhật á. Tự nhiên em nghe bài đó em không hiểu sao em lại có cảm giác là nếu cái bài này mà là mình hát thì nghe cũng được đó. Tự nhiên em lại có một cái suy nghĩ như vậy. Tự nhiên em lại có cảm hứng, em nghe cái bài đó em dịch ra lời Việt được. Thế là chỉ trong một đêm thôi, mẹ em ngủ em cứ ngồi em viết xong cái bài Mưa Thủy Tinh. Nếu mà bạn nào mà theo dõi Khánh Phương thì sẽ biết là cái chặng đường hát của Khánh Phương là bài Mưa Thủy Tinh là một trong những bài đầu tiên mà Khánh Phương tung lên mạng. Em hát lại lời Việt đi, mà em đã dịch rồi đó. Dạ. Được không? Được ạ. Mưa Thủy Tinh, một bài hát làm thay đổi cuộc đời của Khánh Phương. Nghe hạt mưa rơi xuống trong lòng nhói đau, ngày em ra đi mưa buốt xa trên đường khuya. Vì anh nào đâu hay biết em lừa dối anh, ngày em ra đi chẳng nói một lời. Và ngày đó anh nhớ chính con đường kia, buồn mưa ra em đã bước đi chẳng tha tư. Để giọt mưa như thủy tinh và giọt nước mắt rơi trong môi đêm canh thâu. Dù vẫn biết có mấy cố gắng nhưng lòng sẽ mãi cô đơn, làm sao để xóa hết nỗi đau thiên thu này. Dù anh biết quá khứ sẽ mãi chỉ là quá khứ đau thương, trong tim em còn anh không. Dù anh biết có mấy cố gắng nhưng lòng sẽ mãi cô đơn, làm sao để xóa hết nỗi đau thiên thu này. Người đã nói tôi chỉ là một bóng hình không thể mãi bên đời. Cảm ơn Khánh Phương đã chia lại khoảnh khắc tuyệt vời. Chúc mừng hai mẹ con luôn nữa. Nếu mẹ em không dẫn em đi, em không đi với anh mẹ ơi, thì chắc là không ra gặp là được. Anh nói chúc mừng hai mẹ con, em phải nói là một điều nữa là nếu không có mẹ em thì chắc chắn không có Khánh Phương ngày hôm nay. Bởi vì lúc mà em lập nhóm nhạc, mẹ em cũng là cái người mà giống như kiểu lo từng cái khăn mặt, lo từng cái bộ quần áo cho từng đứa trong nhóm luôn. Đó, nói chung mẹ em là cái người gọi là wonderful perfect mother, giống như kiểu là lo cho em từng tí từng một ly, từng tí. Những cái ước mơ của em là đều có xuất hiện mẹ em bên cạnh. Thế thì cái bước tiếp theo sau cái bài hát đó là gì? Khi mọi người được đón nhận rồi thì tự nhiên một năng lượng mới đã tràn về. Nhưng anh ơi, em bị vấp phải một khó khăn rất lớn. Em sẽ kể cho anh nghe, ly kỳ lắm. Bởi vì sao? Bởi vì lúc đó Khánh Phương đang là một anh quản lý của nhà hàng,
Và lúc đó thì anh trai của em thì đi học Úc rồi, ở nhà chỉ có mình em thôi. Quan trọng nhất là cái lý do em đã đang bị mất niềm tin với gia đình lúc đó, bởi vì em đã thất bại cái nhóm nhạc của em. Sau 2-3 năm dồn hết tâm huyết, dồn hết thời gian vào đó, và cuối cùng em đã thất bại. Bố em nói với em một câu là: con rong chơi như vậy là đủ rồi. Bố em nói là bây giờ con không còn trẻ nữa, con không thể rong ruổi như một đứa trẻ mãi với những cái điều mà con đam mê một cách bồng bột tuổi trẻ đó. Dạ, kiểu vậy. Ý bố em là vậy, mà không có sự tính toán. Vậy bây giờ con phải theo định hướng gia đình thôi. Thì lúc đó chính là cái lúc mà em cảm nhận thấy là một nguồn năng lượng mới như anh nói đó. Và em lại bắt đầu manh nha một cái ý tưởng là tại sao mình không thử một con đường mới, thử một cái bước mới cho âm nhạc. Thì bị bố em chơi câu đó. Mà ông nói đúng, theo quan điểm đúng của ông. Đúng, đó là cái ngã ba đường mà lúc này em đề cập đến với anh. Đúng. Đây là cái lúc mà em phải lựa chọn. Nếu em đi theo con đường của bố mẹ em sắp xếp thì gần như là em phải tạm biệt cái niềm đam mê của em. Và sau hai đêm suy nghĩ, cuối cùng em xin phép em nói chuyện bố em là con đã suy nghĩ rất kỹ và cuối cùng con đã quyết định là con xin phép ba, con đánh một ván bài cuối cùng. Không chỉ thế mà con còn mượn tiền của ba nữa. Chơi giác lớn rồi nha. Chơi lớn. Không chỉ xin phép ra hát mà còn mượn tiền nữa cơ. Và ba bắt buộc phải cho con, bởi vì chính ba đã dạy con một câu: tuổi trẻ có quyền thất bại và nên thất bại. Bởi vì khi mà bạn đã qua tuổi trẻ rồi, bạn sẽ không còn được quyền thất bại nữa. Coi như là trong chừng mực nào đó mình nói nhỏ với nhau là gậy ông đập lưng ông. Nhưng trong cái đàm phán này, em phải đưa ra một cái điều để mà bố em cảm thấy em nói có sức thuyết phục, đó là gì? Con chỉ xin ba đúng một năm rưỡi thôi. Đây là cái thời hạn cuối cùng, kể cả thời gian con chuẩn bị làm album, thực hiện album, quay, thu âm và debut tất cả mọi thứ. Nếu sau một năm rưỡi con vay tiền của ba, coi như vay tiền làm ăn đi, và nó không đem lại một cái hiệu quả gì, không đạt được gì hết, thì con đi theo ba hoàn toàn. Thế là ba say yes hay là ba say no? Thực ra là em hiểu tính bố em lắm. Bởi vì nếu em đã đưa vấn đề như vậy và em cam đoan như vậy thì em nghĩ bố em sẽ đồng ý. Và kế hoạch của một năm rưỡi đó như thế nào? Và cuối cùng là bố em đã cho em vay 120 triệu. Trong 120 triệu đó là em nhớ là em làm nguyên cái album 8 bài hát, quay luôn là hết khoảng 70-75 triệu. Còn lại là quần áo, nói chung những chi phí tiếp theo. Và những ca khúc ở đâu ra? Em sáng tác, nhờ người ta sáng tác hay như thế nào? Cái album đó là em đã nhờ anh Minh Nhiên, là một trong những thành viên ban nhạc, biên tập nguyên cái album đó cho em. Kết quả là lúc em làm album đó xong nhá, là cuối năm 2007, thì là giữa 2008 là em hát bài Chiếc Khăn Cho Ấm á, là nổi luôn đó. Là coi như chưa đầy một năm là nổi rồi. Hoàn thành nhiệm vụ với ba. Dạ. Không phải một năm rưỡi mà một năm sau thôi. Dạ. Khi mà ra album mới như vậy, sự ủng hộ của mọi người như thế nào? Nó gọi là bùng nổ, nó gọi là hot thì không phải, nhưng em cảm thấy là đúng là như cái lời cái anh mà ở phòng thu nói, cái chất giọng của em nói chung là nó để làm một cái gì đó, một làn gió lạ. Dạ. Ít nhiều họ sẽ có ấn tượng nào đó, để mà nếu lần thứ hai văng vẳng đâu đó một cái giọng này là họ sẽ nhận ra ngay, nhận lại đi cái ông đó hát đó, tức là thương hiệu nhận diện đó. Đúng rồi. Dạ. Để thử tài trí nhớ của em như thế nào, Khánh Phương sẽ nhìn từng bức ảnh và đoán xem hình ảnh trong MV nào của Khánh Phương. Và bây giờ hình số 1, hãy đoán xem đây là hình ảnh trong MV nào. Tựa vào vai anh. Chính xác. Và hình số 2, khác rồi nha, phong trần hơn rồi nha. Nếu không có anh ta em có thấy buồn không? Nếu không có anh ta. Chúc mừng. Nếu không có anh ta em có thấy buồn không? Hay khóc để quên đi những giấc mơ hoang đường. Và hình số 3, chết em rồi. Bà này hình như không phải quay ở Việt Nam hay sao? Đúng rồi, bà này quay nước ngoài nè. Trời mưa ban đêm. Rồi em nhớ rồi. Bà này quay chung với cá sấu chúa Hình Bóng Của Mây. Trời ơi, đúng rồi. Ngày hôm nay anh mơ thấy em, những giấc mộng hiền về giữa đêm. Anh cố chạy đến bên mà sao xa mãi. Lại đưa cao đôi cánh tay mà không sao giữ lấy. Chỉ trông thấy hình bóng nhạt nhòa.
Cái vừa rồi là trong album nào? Album Hình Bóng Của Mây luôn ạ. Album bóng đó thì năm 2011 ạ. Và bây giờ chúng ta còn một hình ảnh cuối cùng để xem em còn nhớ hay không. Em nhớ một trong hai bài. Một là Bỗng Dưng Yêu Em, hai là Sa Mu Trùng Mây, một trong hai bài này. Cái thứ hai mới là cái đúng. Đường dài xa bờ tối, anh tìm đâu cho thấy lối về. Chỉ muốn bên em che hạt mưa rơi ướt tóc thề. Em có liên quan đến mây á. Đúng rồi. Hãy có gì mây là nó hợp với em. Không phải em liên quan đến mây mà những cái bài của Nguyễn Văn Trung là hay có mây trong đó. Bài này của Nguyễn Văn Trung luôn. Yeah. Thời đó cũng là cái thời mà em nghĩ là cũng là thời đỉnh cao của Nguyễn Văn Trung luôn. Thế thì cơ duyên nào với chiếc khăn gió ấm nè? Em nhớ là vào một buổi chiều mưa ở thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đó là Nguyễn Văn Trung là một chàng trai trẻ, nhạc sĩ mới nổi với một vài ca khúc, ví dụ như Ngôi Nhà Hoa Hồng nè. Em cũng thấy là nhạc Nguyễn Văn Trung rất là hay, trẻ trung và ca từ rất là ý nghĩa, cho nên em cũng thích. Em gọi Trung, em nói là anh muốn làm album, cho nên là anh rất muốn được nghe một vài ca khúc mới của em. Đó, hy vọng là anh em một hợp tác. Đó là cũng là lần đầu tiên em nói chuyện với Trung luôn. Trung mới nói là nếu vậy thì cảm phiền anh qua nhà em. Em cũng tiện, em đang có vài ca khúc mà em ngồi em đánh đàn, em demo cho anh luôn. Thế là em phóng xe rim qua nhà Trung. Trung cho em nghe hai bài. Thì em nghe xong em nói thực ra là anh cũng thấy được, nhưng mà chắc anh phải về anh nghe thêm, chứ anh chưa quyết bây giờ được. Cái nó dễ tiếc quá. Vậy em hết bài độc quyền rồi anh. Em chỉ còn một bài tác quyền. Tác quyền nghĩa là bài đó Trung đã bán cho người khác rồi. Em là người đến sau. Em chỉ là người mua sau thôi. Và em không phải là người sử dụng duy nhất. Thì em mới nói trời tiếc quá, anh thì anh đang tính mua bài độc quyền thôi. Nhưng mà thôi, em có đánh bài đó anh nghe. Ten 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 ten
nghe cái tên là em đã cảm thấy là tại sao có cái tên lạ vậy? Cảm thấy cái tên này rất là thú vị. Đầu tiên nghe thì em chưa thích cái giai điệu đâu nha, nhưng mà cái ca từ của nó làm cho em ấn tượng. Và thực sự là cái sức hút của bài đó nó làm em không cưỡng được, cuối cùng em vẫn phải móc tiền túi ra em mua bài đó. Và lần đầu tiên em thu bài đó về, mẹ em nghe, anh biết mẹ em nói gì không? Con ơi, bài gì nghe kỳ thế? Em để ý 3-4 lần rồi, cứ bài nào mẹ em nói cái bài này mẹ thấy nó sao sao, y là bài đó nổi. Mỗi một giai đoạn phát triển từ cassette mà qua CD thì chắc chắn sẽ có một bài đinh của CD. Từ CD qua VCD chắc chắn em sẽ tìm được một bài hát đinh để chuyển cái giai đoạn phát triển của công nghệ. Và khi đã có VCD chuyển sang videotape thì cũng có cái như vậy. Với chiếc khăn gió ấm em phát hành với cái định dạng nào? Cái kênh nghe nhạc hồi đó lớn nhất là Zing MP3. Ngoài ra còn có nhạc của tôi. Thật ra anh nghĩ sau đó em sản xuất khăn gió ấm em bán là thôi á, vô địch luôn á. Hồi đó cứ mỗi đêm em đi diễn là em được tặng mấy chục cái khăn luôn. Đi chưa anh biết rồi trời ơi. Không, nhưng mà thật sự cả gia đình em, anh nghĩ là nhất là ba em á, cái người sẽ là hả lòng, hả dạ và thấy thằng con mình nó hứa được là nó làm được. Em hiểu không? Mà ba em đã dành niềm tin mà đưa cho em 120 triệu đó, anh không biết là em có trả hay không. Bữa nay em nói thiệt, ở đây con xin lỗi ba là con hình như em chưa trả món tiền đó. Em chưa trả món tiền đó. Mà... em thì em lại tư duy như thế này, nếu em là bố em thì em cũng không bao giờ đòi. Bởi vì 120 triệu nó mãi mãi theo con đường của thằng con mình. Cái lọc của ba luôn, cái lọc không bao giờ trả được. Đó, em nghĩ okay, như vậy. Anh đồng ý. Yes. Tính đến thời điểm hiện đại, Cánh Phương đã theo nghệ thuật được bao nhiêu năm rồi? Coi như không tính cái khoảng thời gian hát nhóm đi, thì như em mới chia sẻ với anh là coi như bắt đầu từ lúc em hoàn thành album đầu tiên đi là cuối 2007 á. Cho đến nay là... coi như 13 năm. 13 năm. Bây giờ bên cạnh em là ai? Em vẫn là một ngôi sao cô đơn, không một bóng hồng, không một tình yêu để vắt vai. 1 triệu người yêu em, 5 triệu người yêu em, nhưng một người bên cạnh không có. Hay là em có lời thề khi nào còn hát là không lập gia đình? Em nghĩ không ai dạy gì mà đi thề lời thề đó đâu anh ạ. Chứ tại sao? Ca sĩ thì em nghĩ là cũng có một lý do để mà họ ngại lập gia đình. Em nghĩ là phải bản lĩnh mới có thể là mình đối diện được với dư luận, đối diện với tất cả mọi thứ. Một em nghĩ không phải ai cũng có thể làm được. Nhưng mà đối với em thì em nghĩ là bữa nào anh em mình cà phê em sẽ nói cho anh biết. Không như mời anh Nam đạo diễn nữa. Đó, đó, anh Nam quay phim chính luôn á. Điều này có các khán giả ngồi đây làm chứng, phải không?
Thật ra thì em có một sự thay đổi rất là lớn khi bỏ được cái ý định nhóm nhạc của mình. Còn bây giờ với tất cả một thời gian thành công của em rồi, có bao giờ em lại từ bỏ cái dòng nhạc mà em đã thành công để làm một cái gì đó rất là khác? Lúc mà em thành công rồi, sau đó em lao vào đi diễn quá nhiều. Đi diễn các tỉnh, đi diễn nước ngoài, nói chung là đi diễn một cách bị nhiều quá. Và chính vì đi diễn nhiều quá như vậy, em không có thời gian làm mới lại hình ảnh và mình xây dựng hình ảnh nó ở một cái đẳng cấp cao hơn. Có nhiều người nói em là bạn đã tốn thời gian quá nhiều, bạn lao vào đi diễn và bạn sẽ quên mất là nghệ thuật là phải luôn làm mới mình. Nghệ thuật là phải luôn xây dựng, chứ không phải là xây một lần rồi thôi. Phải luôn tạo những cái gì mới mẻ. Và bạn đã bị cuốn vào cái việc đi diễn quá nhiều và bạn đã quên mất cái điều đó. Cho nên là cái name của bạn sẽ từ từ sẽ bị không còn được hot nữa. Em nghĩ nói như vậy cũng đúng. Nhưng mà nếu bây giờ để cho em quay ngược lại thời gian, em vẫn muốn dùng cái thời gian của mình để em hòa mình với khán giả. Bởi vì sao? Thì cái con đường mà em đã chọn là em có thể đi đến từng xã, từng huyện. Em có thể bắt tay được từng đứa trẻ 7-8 tuổi vẫn có thể hát theo những cái bài hát của em. Nếu mà mình chỉ nhận event lớn, chương trình lớn thì em nghĩ là em sẽ không bao giờ có cơ hội được như vậy. Em nghĩ cái gì cũng có một cái giá của nó. Em đã làm đúng. Chỉ có cái là em quên một điều mà thôi. Chỉ cần với một đạo diễn, em đi bất kỳ nơi nào sẽ có một người để ghi lại tất cả những hình ảnh của em. Nếu mà thực sự bây giờ mà em có lại hết những cái hình ảnh đó mà vào MV thì nó, em nghĩ nó nhiều lắm. Một người bạn bất kỳ trong cuộc đời của em sẽ được xuất hiện trên sân khấu. Bây giờ em nhìn cái đồng hồ kia 60 giây, anh cho em những dữ liệu từ từ. Em sẽ biết người đó là ai và nói tên người đó lên là xong. Trong vòng 60 giây mà không nói được thì người đó sẽ hận em suốt đời. Và bây giờ thời gian bắt đầu di chuyển. Đầu tiên, đây là một chàng ca sĩ nổi tiếng với thế hệ 8X, 9X. Có thể là cùng thời của em hoặc là trước em, đúng không? Chưa anh biết. Được khán giả nhớ đến với biệt danh anh chàng đẹp trai. Anh Châu Gia Kiệt. Cho một tràng pháo tay, Châu Gia Kiệt. Wow. Đứng ở trong và muốn rớt cái tim ra ngoài phải không? Thưa quý vị, nam ca sĩ Châu Gia Kiệt, anh chàng đẹp trai. Thật ra thì mọi người sẽ rất là ngạc nhiên, không biết trong hành trình âm nhạc thì tại sao người bạn thân thiết của Khánh Phương là Châu Gia Kiệt? Hai người quen nhau như thế nào? Chính xác là nếu nói bạn thì không đúng. Tại vì anh Kiệt là anh, thứ nhất anh lớn tuổi em. Cái thứ hai là anh nổi trước em rất là lâu. Cái thời mà anh Kiệt nổi thì em còn chưa đi hát nữa. Hồi đó chỉ là học cấp 2, cấp 3 thôi. Là biết anh Kiệt lâu rồi. Em biết Phương thì qua là Tướng Châu Si. Tướng Châu Si thì cũng là một người em của em ở ngoài xã hội. Yeah. Lúc Khánh Phương làm việc với Tướng Châu Si á, thì lúc đó là Tướng Châu Si có nói với em là em sẽ làm việc với lại một ca sĩ Khánh Phương trong cái nhóm nhạc đó. Rồi hỏi là em là thấy Khánh Phương như thế nào, thì em nói ok, thấy mặt sáng láng cũng đẹp trai, rồi cái giọng hát khàn khàn mà hát cái giọng cao lên trên nữa, thấy ok đó. Rồi khi nào hai anh em gặp nhau nói chuyện về thì âm nhạc? Rồi xong thời gian sau này thì em được đi diễn chung giống như những cái đoàn sân khấu ca nhạc mà đi từ miền Tây rồi đi miền Trung ra Bắc rồi đó, đi cái tour xuyên Việt. Tụi em đi một lần khoảng 2 tháng, có khi 3 tháng tụi em mới về Sài Gòn. Em chỉ nhớ là cứ Tết đến rồi nha. Tết đến. Coi như tụi em xác định là đi ít nhất là 1.5 tháng. Và sau khi về xong rồi cái hai anh em sân khấu gặp á, rồi cũng trò chuyện nhau. Em thấy Phương sao thấy em trai này dễ thương nè. Từ từ thấy phát hiện đây hai anh em nó có một cái điểm chung gì đó, thấy vui vui thì anh em mới chơi với nhau. Con đường âm nhạc của Khánh Phương, em có theo dõi không? Và cảm nhận như thế nào? Em thì thực sự luôn là em thấy con đường của Phương đi thì cũng chẳng khác gì em hết á. Rất là giống em, cho nên hai em mới chơi với nhau được tới giờ này. Không, hay là suôn sẻ? Nói chung là chật vật có, suôn sẻ có anh. Từ hai anh em đều chọn một đường, đúng một cái điểm tâm đó là đi vô huyện, vô xã, vô ấp này kia luôn. Khi mà em với Phương được hát á là có khi những bà ngoại lớn tuổi luôn có cười, cứ rụng hết răng, còn có răng cắt to cái chỗ tay gì, xong là tặng đại chuối, hay có khi tặng được cái bánh bao, hay là tặng khoai mì vậy đó. Có em nghĩ là phải đi diễn khắp nơi vậy mới có vui, mới hài hước như vậy luôn á. Còn Khánh Phương thì cảm nhận gì về Châu Gia Kiệt? Nếu nói lần đầu gặp anh Kiệt thì nói thiệt là em không ưa gì mấy. Đúng rồi, mình có quyền nói vậy mà. Hôm nay anh em mình
chia sẻ những cái góc quốc nha. Đúng rồi, những góc quốc. Ý nó là lần đầu tiên em gặp anh Kiệt và chính thức là đối mặt với anh á, là cũng không ưa gì mấy. Nhưng mà thực ra anh phải thông cảm cho em, tại vì hồi đó thứ nhất là em chỉ là một cậu sinh viên thôi, giống như kiểu trẻ trâu á. Thì anh biết rồi, trẻ trâu cách họ nhìn mọi thứ á, nó hơi khác chút xíu. Cái tôi họ cao lắm, tại vì hồi đó anh Kiệt anh nổi rồi, anh bảnh bao lắm, kiểu hot boy mà. Tại vì thực ra chưa nói chuyện chưa tiếp xúc mà nhìn cái mặt á thì mình cảm giác là ông này có vẻ kiêu căng. Đó, nhưng mà về sau này khi mà tiếp xúc với ảnh rồi thì em phát hiện ra là cái nhận định của em nó bị sai. Bởi vì anh Kiệt là người mà chưa nói đã cười rồi. Ê, sao giống anh nói vậy? Về sau này em mới thấy là anh Kiệt là một trong những người nghệ sĩ mà đã có những thành công nhất định, mà gần gũi, hòa đồng với mọi người. Nhất là những lúc lên sân khấu, nhìn ổng xì tin dễ thương lắm. Có một cái điều này nè anh trai không? Khi mà mình là người anh trong nghề, mình muốn được cho những người em trong nghề mình quý mình. Theo kinh nghiệm của em thì em thấy là mình hãy mở lòng mình trước đi, thì để coi thứ là người ta đón nhận mình như thế nào. Và cái khu vực này là tình yêu nè, nó có màu xanh xanh lá cây. Dạ. Nếu mình mở khu vực này ra, dạ, thì mình lan tỏa được cái tình yêu thương. Châu Gia Kiệt, dạ, em có một người em như thế này, dạ, có giúp đỡ em được cái gì trong nghề nghiệp của em? Hay là em phải là người giúp đỡ người em của em? Thật sự ra thì khi em nổi tiếng lên thì là cũng là mình làm cho mình nổi tiếng được. Và Phương nổi tiếng lên là cũng là Phương làm cho Phương nổi tiếng được. Mặc dù em nổi tiếng trước, Phương nổi tiếng sau thì anh em có một cái chỗ đứng khác nhau, hỗ trợ nhau. Thí dụ như là đi hát cái chung với nhau, là em với Phương có cái gì hỏi em không biết thì em sẽ giống như là anh thiếu make up là em cho anh mượn phấn. Đó, ví dụ như vậy, hỗ trợ nhau. Dân gian có câu hai cô ca sĩ thương nhau bao giờ, mà bây giờ hai chàng ca sĩ mà là bạn của nhau. Em thấy không, mình vượt qua những quy luật tầm thường của cuộc đời. Tại vì mà người ta biết sao, trong cuộc sống thí dụ như người phụ nữ của người ta thương hay là người ta quý có thể nói ra, nhưng mà mình là người đàn ông đi, mình thương mình quý ít bao giờ em mình nói ra, mà ít có thể Phương nói ra lắm. Mình đàn ông mà, mình chỉ dùng cái ánh mắt mình và cái hành động của mình làm để mình dành cho cái người đó mình thương mình quý. Ngày hôm nay em đến đây mà được ngồi chung với Phương là Phương quý em như thế nào thì mới được ngồi chung tới giờ này, chứ không thôi đâu. Anh em đâu có đó là tới giờ này tích đâu cực. Anh là người anh, mặc dù nhiều khi anh không có nói nhưng mà mình muốn là mình làm thì nó mới hay. Yeah. Và tất cả những điều đó nó là nhân duyên hết trơn, chứ không phải mà tự nhiên mình gặp nhau được. Đúng ở đây. Đúng rồi. Cho nên cảm ơn đài truyền hình Vĩnh Long, cảm ơn Sen Vàng đã cho chúng tôi có cơ hội để gặp nhau. Bây giờ anh đề nghị Châu Gia Kiệt làm MC nha. Hát bài gì, ai hát cái gì đó là em làm MC hết. Thưa quý vị, MC Châu Gia Kiệt xin mời. Kính thưa quý vị, và tiếp theo chương trình xin mời quý vị các bạn cùng thử thức cặp song ca Châu Gia Kiệt và Khánh Phương với ca khúc của ca nhạc sĩ Chi Dân, ca khúc Anh Muốn Em Sống Sao. Phải sống sao? Em chỉ đến bên
say, thì hết say em đâu ở đây. Em là ai đi qua chốn này, còn anh là ai trong cuộc đời em đây? Nói đi em người ơi, vì sao em nỡ yêu anh như vậy? Chào mừng từ guitar đấy các bạn. Lớn hơn nữa, mọi người vỗ tay lớn hơn nữa tất cả những người đẹp ơi. Lớn hơn nữa, to hơn nữa. Dễ kiếm thì anh vẫn đứng đây chờ em đi tìm. Lúc em không còn ai khác, hãy ở yên anh sẽ đi kiếm. Bởi anh yêu người vô cớ, vì đã lỡ nhận hết đau thương. Nói đi em người ơi, sợ em muốn này phải sống xa. Đến bên anh lúc buồn, về những ngày vui em về nơi đâu. Em chỉ đến bên anh lúc say, vì hết say em đâu ở đây. Em là ai đi qua chốn này, còn anh là ai trong cuộc đời em đây? Nói đi em người ơi, vì sao em nỡ yêu anh như vậy? Một bài sang. Em chỉ đến bên anh lúc buồn, về những ngày vui em về nơi đâu. Em chỉ đến bên anh lúc say, vì hết say em đâu ở đây. Em là ai đi qua chốn này, còn anh là ai trong cuộc đời em đây? Nói đi em người ơi, vì sao em nỡ yêu anh như vậy? Nói đi em người ơi, vì sao em nỡ yêu anh như thế? Vâng, thực ra là lần đầu tiên hát giống như kiểu acoustic gì này mà có anh Bạch ngồi đây nữa. Cảm giác rất là khác biệt. Mà cũng là lần đầu tiên Khánh Vương với anh Châu Duy Kiệt hát chung ca khúc này luôn. Wow. Lần đầu tiên luôn. Xin cảm ơn em trai Bảo Duy. Cảm ơn em, cảm ơn Bin. Thưa quý vị, có lẽ quý vị yêu Châu Gia Kiệt và Khánh Phương thì cũng không bao giờ có trong suy nghĩ là có một sự hợp tác ba anh em với nhau như thế này. Và xin cảm ơn Châu Gia Kiệt đã đến đây để cùng với Khánh Phương, cùng với ekip của chương trình Ngôi Sao Đương Thời mang đến những giây phút âm nhạc thật là khó quên. Anh Thanh Bạch nghĩ rằng kỷ niệm đẹp của Châu Gia Kiệt và Khánh Phương sẽ là một cái sự khởi đầu mới cho những dự án âm nhạc trong tương lai. Chúc các em có nhiều năng lượng và để thực hiện được ước mơ của mình. Chương trình có một cái quỹ 5 triệu đồng để Khánh Phương có thể chia sẻ với những ai, những mảnh đời và cần sự giúp đỡ để vượt qua những giai đoạn khó khăn của họ. Cho phép em với anh Kiệt sẽ sử dụng cái quỹ này có một cái buổi phát cơm từ thiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Địa điểm thì tụi em sẽ công bố sau ạ. Xin cảm ơn Khánh Phương rất nhiều. Và bây giờ thay mặt chương trình xin được gửi những bó hoa tươi thắm đến cho Khánh Phương và cho Gia Kiệt. Bó hoa này Khánh Phương sẽ tặng cho người anh của mình, cho Gia Kiệt. Xin cảm ơn em trai. Và mong rằng là cái tình anh em mình, tình bạn anh em mình sẽ luôn luôn mãi mãi, cho đến khi mà không còn sống trên cõi đời này nữa. Anh hơi sợ. Nói chung là anh em mình, anh yên tâm, anh em mình sẽ còn sống thọ lắm. Và chắc chắn là tình anh em mình sẽ mãi mãi như thế này. Vâng, không chỉ là trên sóng truyền hình, trên mạng, mà Khánh Phương và Châu Kiệt chính là những người anh em thực thụ ngoài đời. Cảm ơn anh đã đến đây với em ngày hôm nay.
Riêng với Khánh Phương, kỷ niệm chặng đường phấn đấu của em trong âm nhạc và có mặt trong chương trình Ngôi Sao Đương Thời, anh xin được chuyển đến Khánh Phương như là một kỷ niệm của chương trình để ghi dấu ấn về âm nhạc của em với khán giả. Chúc em nhiều năng lực và may mắn. Thưa quý vị, chương trình do công ty Sen Vàng phối hợp với Đài Truyền hình Vĩnh Long thực hiện được phát sóng hàng tuần vào lúc 21 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Chương trình với sự đồng hành của Tôn Tân Phước Khanh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tuần sau. 1, 2, 3, yeah! Một lần nữa, 1, 2, 3, yeah! Hello, xin chào quý vị. Ta đã được gặp gỡ nhau trong chương trình Ngôi Sao Đương Thời và Khánh Phương với anh Châu Gia Kiệt. Như đã hứa với tất cả quý vị thì ngày hôm nay là hai anh em sẽ bỏ một buổi ra để làm cái gọi là một chút công tác thiện nguyện, đó là đi phát cơm cho một số bà con ở tại bệnh viện Ung Bướu Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay thì hơi nóng anh nhỉ? Nhưng mà hai anh em đã thức dậy từ rất là sớm để chuẩn bị tất cả mọi thứ, và bây giờ là sẽ làm một cái bước rất là quan trọng, đó là chúng ta sẽ chuẩn bị những cái phần cơm, cho cơm, cho đồ ăn vào, chia thành từng phần để đem đến cho tất cả mọi người. Hôm nay anh em mình làm tất cả tổng cộng là 120 phần. Đúng rồi. Cảm ơn, và đây là suất cơm cuối cùng mà Khánh Phương và anh Kiệt đã vào cái bịch này. Coi như là chúng ta tạm hoàn thành cái phần mà vào cơm, và bây giờ Khánh Phương với anh Kiệt sẽ tiếp tục di chuyển cho những cái phần cơm này lên xe và di chuyển sang bệnh viện Ung Bướu Bình Thạnh. Mọi người cùng đi chung với Khánh Phương và anh Kiệt nha. Come on. Hello, xin chào tất cả quý vị. Như vậy là Khánh Phương và anh Kỳ đã vừa mới hoàn thành xong cái buổi phát cơm ngày hôm nay. Có một vài cái tình huống mà thực sự là Khánh Phương với anh Kỳ cũng không thể lường trước, đó là cái số lượng bà con tập trung lại hơi đông so với dự kiến, cho nên là có một chút gọi là hơi lộn xộn chút xíu. Nhưng mà cũng hơi tiếc là cũng có một vài bà con chưa đủ cơm. Thôi thì dù sao thì cũng đã có một vài suất cơm gửi đến tất cả mọi người, giống như là một cái sự chia sẻ của chương trình cũng như là Khánh Phương và anh Kiệt ngày hôm nay. Và đặc biệt xin cảm ơn chương trình Ngôi Sao Đương Thời đã kết nối Khánh Phương, anh Châu Gia Kiệt với tất cả quý vị. Bye bye. Love you. Đại lộ Ngôi Sao Đương Thời tiếp tục chào đón những câu chuyện lần đầu được kể. Thật sự cái thời gian đó là tụi em ăn, nằm, sống ở trong studio, trong phòng thu. Đó, em còn nhớ anh Lâm Trường đi vô phòng thu đem nguyên một cái bịch đồ ăn, mía ghim, ổi, bánh bao, bánh mì đem vô. Tại sao? Cả ngày ở trong phòng thu, cái mẫu Latin, cái thể loại âm nhạc rất hoang dại, rất gợi cảm và nghe rất là đã. Đúng rồi, hai bạn đó ngày xưa là làm những cái chiếc váy Latin bự cho em đi ra sân khấu hát và quất đó. Hãy cùng đón xem tập 9 chương trình Ngôi Sao Đương Thời được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ ba ngày 15 tháng 9 năm 2020 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và được phát lại vào lúc 13 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.